đây. Anh ra định nghi em có tí việc rồi mấy anh. Nói anh bao lần không phải giá. Sợ đéo lo đâu. Không còn anh Dũng thì em còn đầy anh khác. Bỏ ra. Đây là lút bạc em lấy, phải có anh lấy đâu. Tay ra. Em đi tôi. Bỏ tay ra. Thế giờ ông làm sao? Anh em ông trời với tôi thôi, lách đi. Lần tao ta không đánh mày hôm nay. Còn mày ta nói trước nhá. Đội trong ngày mai rồi kia. Tao cứ cho mày hẳn 2 ngày. Nếu như mày không tìm được, chính tay tao sẽ không cần đeo quần bỏng với bị cài. Alo. Alo anh Bi à? Alo. Tao đây. Anh ra định nghi em có tí việc rồi mấy anh. Định nghe anh không biết định ở đâu. Vâng, em còn phải ở đây trốn đây này. Vâng, anh ra anh nghe nhá. Em định hỏi anh là cái tình hình hôm trước và hôm nay nó có đi tìm em nữa không? Tao ở đây tao không biết được. Em mới chuyện thấy hổ lõi. Tao định bảo ra về cái vụ đấy á? Vâng. Vụ đấy tao không biết được, với cả hôm qua anh Dũng anh cũng nói rồi. Mày gọi anh mày hỏi anh mày bướng nhất cái đấy đây. Nhưng mà mày chơi với cả Bình Tài đấy. Em không biết đâu được. Từ cái lúc mà là mày chung đi là tao biết có gì mày ơi. Còn bây giờ tao không biết bỏng với cả Bình Tài, tao không biết cái gì nữa. Nó lặng rồi. Nhưng mày giả nó lúc nào được. Em nói anh bao lần không phải giả. Sợ đéo lo đâu. Không còn anh Dũng thì em còn đầy anh khác. Sợ gì nó. Đã nói mày rồi. Cái núi này cao hơn còn núi khác cao hơn. Nó tài nó lúc đấy chuyện đấy là của tao và của mày. Tao là người gây sự cho em nó. Tao ý là người bảo mày đi ăn cắp vào nước bạc của nó. Chứ không phải là mày là đầu tiêu. Bây giờ mày đang làm muốn làm chủ lắm rồi đấy. Mày đang đứng trên đấy. Mày đang cầm nước bạc của tao ấy. Bây giờ mày phải đưa tao cho giả nó. Mày không giả nó thì tao đưa giả nó. Tao không giả rồi. Nó phải xoắn nhỉ. Bây giờ nước bạc của nó như vậy của mày à? Bây giờ mày mang đi mày bán bao tiền không? Tao mày mang cả tiệm vàng cả đồng nát đấy có bán đâu? Cái đấy là nó chỉ là thành tích của nó thôi. Thế là anh sợ nó à? Không phải sợ mà bây giờ nó nói chuyện anh Hoàng rồi, nó nói chuyện anh Hoàng tổng, bây giờ tao làm gì giờ? Bây giờ tao đang đi giao hàng các thứ ở trên quán bar mà tí anh ấy gọi tao về, anh ấy nói chuyện cắt lên. Và đấy nhá, mày biết không có thằng Bình Tài đấy là anh Hoàng anh đánh cái tao ở đấy không? Thôi xả gì nó. Mày có giả nó không? Bây giờ nha, tao nói trước mày một mày giả nó. Hai của tao mày đéo là anh em. Còn nếu mày muốn nhá, mày thích gì nhá, tao bây giờ tao đưa mày lên được làm đàn em tao. Mày không sợ thằng làm mà quen được nhiều anh là tao có thể đạp mày xuống bất cứ lúc nào. Mày thấy câu mà trèo cao là nó ngã đâu chưa? Mày đang ở dưới tao đấy, mày không ở trên tao đâu. Tao không có bướng, tao không có nghịch như mày đâu. Mày là cái thằng nghiện, tao nói thẳng đấy luôn. Tao có thể đạp mày xuống đất được đấy. Mày bảo mày không nghiện. Mày không nghiện là mày bảo ra là bán được mấy triệu để tao cầm đi bán. Tao bán để mày bảo có trên nét. Mày có tin là bây giờ mày tao cho mày gọi tất cả các anh mày ra đây và tao cất tất cả các anh mày luôn đấy. Tao đưa mày lên được cái tao đạp mày xuống được. Chứ không phải bây giờ mày được các anh ấy bảo kê mà mày leo lên đầu cho mày ngồi. Mày đã từng là em tao ấy. Còn mày bây giờ mày không giả nó nhá. Tao nói thẳng mày luôn này, mày không giả nó nhá. Tao mày nhá, không còn anh em. Còn nếu một khi mà mày bước ra ngoài xã hội kia nhá, mày bị làm sao nhá. Mày đừng có gọi tên tao. Lúc nào mày giấu đâu rồi? Bảo giấu đây rồi, cứ nói nhiều ấy nhá. Giấu đây rồi đâu? Đây. Lúc bạc đâu? Nói nhiều. Mày có đưa lúc bạc này không? Nói đây luôn. Nói rất nhiều đấy. Bạc của nó giấu ở trong nhà, bây giờ mày để ở đây. Giờ anh định em gì? Bỏ ra. Đây là lút bạc em lấy, phải có anh lấy đâu. Tôi nói mày nghe nhá. Lút bạc này không phải của mày, cũng không phải của tao. Nhưng mà tao là người lên mưu lấy cái này. Tao đã xin lỗi mình Tài rồi, bây giờ mày phải giả nó. Mày biết là nó tem nó đánh tao nhá. Này, mày thấy chưa? Vừa bị ngã nhưng mà các thứ nhá. Mày biết nhá. Mày biết thằng nào chém tao này tao không biết, không hiểu tại sao nhá. Bây giờ tao đang đi chơi nhé, tao đang đi chơi bạn tao chưa bị làm sao này, nó chém tao nhá. Tao biết chắc là bên tem của thằng Bình Tài nó bỏng luôn. Còn mày ấy, là mày trốn thôi. Bây giờ mày không giả nó ấy. Thì mày phải hiểu cái hậu quả của mày bị làm sao. Bây giờ em không giả hay làm sao? Bây giờ mày có giả không? Anh bỏ ra.
ít mẹ thế. Làm sao? Mẹ nói thế nhá. Là từ đây tao mày không anh em thì luôn. Ông bỏ cái tay ra. Nói mày nghe, mày chẳng để em gì tôi hả? Mày chẳng lúc bà còn đi. Tôi không giả em sao? Chứ tôi lại mày nghe tao thật. Anh em với mày ấy là hơi chụp với tao ấy. Ai anh em mày không? À. Mày bước ra sau mày cũng biết luật rồi đấy. Chứ mày không biết luật đâu. Đừng có bị tiền mà bán rẻ anh em, đừng có bị mấy cái này, đừng có nghiện. Mày nghiện là mày hơi hỏng rồi đấy. Anh nghiện việc của tôi, việc của ông à? Mày thấy anh Dũng anh nói chưa? Anh ấy đưa mày về làm đấy. Mày thấy những thằng mà xã hội nhá thì bây giờ toàn không phải đi làm ngân hàng này, thì làm văn phòng cái thứ đấy. Chứ không phải là xã hội nhưng mà đấm chê chấm bướng đâu. Mày bỏ suy nghĩ của mày đi. Bây giờ ông định làm gì? Mày giả ông bỏ ra. Mày bỏ ra. Ông đừng có lấy. Nói mày nghe nhá này, cút bạc này nhá. Mày không giả ấy, cũng có ngày ấy thôi. Cũng có ngày nhá. Mày đừng có để đến lúc cũng có ngày mày bị chặt đứt chân hay làm gì nhá. Mày gọi tao ra thì hơi mệt đấy. Tôi chả anh em gì ông mà gọi ông giả. Mày nói câu mày không anh em với tao. Cái những người trước tao tiền tao lo cho mày, nhà mày không có tao phải lo. Bây giờ lúc bạc của mấy cái này tao bảo mày không nghe. Mày vì cái này ấy, mày vì đài tao là thật. Mấy cái này á bán đi không được tiền đâu. Chỉ vì là được cái đam mê của thằng Bình Tài thôi. Mày thấy bằng cái văn chương rồi cái lúc bạc, lúc bạc được cái giá trị gì? Trị gì là việc của tôi, việc của ông à? Biết cái đéo gì? Này, này tao nói thật. Nuôi ông tay áo như kiểu loại mày ấy là không mà được đâu. Ông bỏ cái tay ra. Mày chắc mày không có tính nghĩa sao được không? Ôi trả anh em gì không? Đợi lúc mà tao gặp được mày nhá, không phải hoàn cảnh tao đang nghĩ mày đâu. Tao để anh Bình Tài tất cả cái tem đấy. Tao là người trong xã hội, tao chưa nói gì. Bởi vì lúc này tao tưởng ấy là anh Hoàng Tổng ấy, anh ấy chưa, tao tưởng anh Hoàng Tổng ấy chưa, anh ấy chưa hòa giải với cả Bình Tài. Nhưng tao nghĩ anh Đỗ Hoàng Cay. Hôm mấy hôm đấy nhá, mấy hôm đấy tao phải tự ra, tao đang đi ấy, tao phải tự ra và tìm mày không thấy. Tao nghĩ chắc chắn là có thằng Bình Tài, vì thằng Bình Tài nó đã làm hòa với anh Hoàng Tổng ấy, nó sẽ đến tao gặp. Và mày ấy, tao thật, những anh em ấy đi ở trên cái đất này luôn, tao thật, thì đất mày, đất mày. Tao thì kéo người vào đây đập chết từ đất đội mày luôn đấy. Thế là thôi thôi, mày nghe anh, mày bảo đi. Ông bỏ tay ra. Thế giờ ông làm sao? Anh em ông trời với tôi thôi, lách đi. Làm gì phải đứng ở đây hả? Mày nói được câu này ra ấy thì mày biết. Mày đi theo tao từ lúc mày mới bước chân ra giang hồ ấy. Không phải là mày mới đi cùng tao được 1-2 năm đâu. Mày bước chân ra giang hồ, tao dạy mày cách cầm dao. Tao dạy mày cách cầm cái chén rượu để mày mừng tổ nhá. Mày xin lỗi tao ấy. Mày xin lỗi rất nhiều rồi. Nhưng mày là em tao. Tao bỏ qua. Mày còn nhớ cái lúc mà mày ăn cắp cái mày còn nhớ lúc mà mày nghiện game với cả mày nghiện đồ mà mày ăn cắp ở bên chỗ toa tàu chưa? Việc cũ rồi ông đừng mà nói. Tao phải quỳ xuống xin lỗi cho mày đấy, mày nhớ lại đi. Mày biết tao là thằng đại ca ở đất đấy, tao chưa bao giờ tao xin lỗi thằng nào đâu. Mày biết quản đến nó mà mày biết nó bảo gì không? Mày ở trong đêm biết sao được? Tao quỳ tao xin lỗi cho mày ấy, không có chặt mẹ hai tay mày đi rồi. Bây giờ mày không để đứng đây mà chửi người ta đâu. Đến đây mày ăn cắp của người ta đâu. Bây giờ ông làm sao? Tôi không giả. Mày giả đi. Tôi không giả, ông bỏ ra. Mày du được tao hôm nay thì mày nhớ nhá. Mày nhớ cái mặt mày hôm nay mày du được tao nhá. Nhá, nhân nhá. Mày du được tao hôm nay ấy, mày nhớ cái câu hôm nay mày nói là mày bỏ ra. Còn lần sau ấy, gặp nhau ấy, không phải là đứng nó xin mày đâu. Mà tao nói thẳng là mày bảo tao quỳ cũng không bảo tao quỳ, tao trước đi luôn. Tôi chả cần ông quỳ ở đây. Ở cái đất này tao chưa sợ thằng nào. Tao đúng nó chưa sợ thằng nào đâu. Còn mày ấy, bê tao nói thật, mày giả đi. Trước khi là một việc nó đi quá xa rồi đấy. Tôi không giả ấy. Tôi thích lấy cái này là việc của tôi, việc của ông mà. Đây cái gái làm tôi vui thì tôi lấy. Có nghĩa là mày ăn cắp của người ta. Không bán được tiền nhưng mà mày ăn cắp của người ta, mày đi mày đưa. Mày đi mày cứ trêu ngươi người ta nào mày vui. Tôi thích thế. Người ta vui ấy. Người ta vui ấy, nhưng mà mày là đứng trên cái nỗi buồn của người ta để mày vui ấy. Nói cho mày nghe ấy, là nếu mà mày nói cái này là thú vui ấy, thì bao nhiêu thằng cũng bị ăn cái chân thì cái này rồi đấy. Thế tao hỏi mày nhá, đầy đứa đấy, nó đi đấy, tại sao nó không làm những cái việc như là có lương thiện cái thứ đi, mà nó phải làm những cái công việc của xã hội như tao, làm thú vui đấy.
Thế như mày này, mày cũng đừng nói với tao ấy. Là bố mẹ mày bị bệnh ấy, tiền là tao lo đấy. Đến cái lúc mà mày, đến lúc mày không còn một cái gì ấy, nếu mà tao mà không giúp mày thì bây giờ quần áo trên người mày không có cái gì đâu. Và mày đã bị chém chết đấy, mà mộ mày bây giờ xanh cỏ rồi. Mày biết lúc đấy mày đi chơi thế nào không? Mày ôm con Hương đấy, mày ôm con Hương ở ngoài nhưng mà nó lại em của thằng Hoàng đấy. Mày ăn nó không? Tao bảo mày là không ra du nữa, thế là mày bị gài đấy, mày thấy chưa? Mày còn non trong cái xã hội này lắm. Chính tao với tao còn chưa bảo là tao trên cái xã hội này là tao bướng nhất. Hay tao bảo là tao dày dặn kinh nghiệm nhất tất cả xã hội này. Thế giờ ông làm sao? Được không giả? Không làm được gì? Mày chắc chưa? Ông bỏ cái tay ra. Mày chắc chưa? Mày chắc chưa? Nó hỏi thôi. Tôi chắc thế. Tao để mày hôm nay mày là em tao, tao không đánh mày. Mày em tao. Đã từng là em tao, không phải là em tao bây giờ. Đã từng là em tao, tao không đánh mày hôm nay. Còn mày tao nói trước nhá. Đội trong ngày mai hoặc ngày kia, tao cứ cho mày hẳn 2 ngày. Nếu như mày không tìm được chính tay tao, ví dụ như tao không cần tem tuồng bỏng với bình cài. Chứ mày đừng để mức nhá. Nhà mày tao không hoạt động đến, bởi vì nhà mày còn mẹ già. Bố mày mất tao là người đến đấy. Mày thấy không? Nhà mày không có một ai, họ hàng nhà mày thì không ai đến. Mày sống thế nào ấy, họ hàng nhà mày ấy không có ai đến để thắp hương cho bố mày. Tao nể cho mày ngày hôm nay, mày đã được người em tao. Mày đừng có người em tao nữa. Trước khi mày làm, xin lỗi tao và xin lỗi người tài và tung bỏng. Tôi không xin lỗi ai cả. Tao nể mày, đã từng là em của tao, bươn trải với tao từ bé. Mày rất là may mắn, không biết nữa. Mày may là mày có bố mẹ. Bố mày tao không nhắc. May là mày còn có mẹ mày bây giờ còn sống. Mày không lo chăm sóc đi. Này, mày biết tao. Nếu mà tao mà là mày ấy, thì việc tao khác. Tao thành ông to bà lớn rồi, chứ tao không phải như kiểu lại bây giờ đâu. Chẳng qua là tao có bất hạnh hơn mày thôi. May là mày là hết đường cùng mới bất hạnh ấy. Mình có mẹ đây. Tao không nói gì đến họ hàng nhà mày đâu. Mày tao nói thẳng là mày còn có mẹ đấy. Bao nhiêu người ấy kìa, không có bố mẹ. Như tao này, mồ côi từ bé này, bước ra cái chợ đòi này chưa bao giờ nói gì. Mày phải biết nha. Tao quay mẹ mày như mẹ của tao ấy. Tao quay mày như em của tao. Nếu như mày ấy xác định như thế ấy, tao nói thẳng này, tao không thể bắn chết mày trước khi mà mày ra đây. Tao không làm thế vì tao coi mày là em trai của tao. Bây giờ nha, tao nói mày nghe. Từ cái lúc mày nằm ở trên xe, mày bị tao đánh vỡ đầu vì cái tụi ăn trộm, ai làm gì mày. Tao đã nói mày từ cái lúc đoạn đấy, tao bảo tao không đánh đâu, không làm gì, không ăn cắp, không làm sai người ta. Mày vẫn ăn cắp của bọn đường tàu. Quả đấy mà không có tao nhá, là tao mà cũng quỳ xin lỗi chúng nó nhá, chặt đứt hai cái tay mày luôn. Nói cho mày nghe thế. Nhưng mày nhớ cái lúc mà mày ăn cắp chưa? Này, tao đi tù. Nhưng mà tao khác mày. Còn loại mày ấy, mày ăn cắp, mày đi chạy vào giữa mẹ, thì tao luôn chăm cho mẹ mày ấy. Mày nhớ lại những gì là mày đi. Mày đừng nghe, mẹ đã cho mày một cơ hội cuối cùng. Mày giả nó không? Không giả ấy. Này, chú ăn đi nghe đi. Tốt, nhưng mà sao mày không anh em nữa đây. Cút!